Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chuyên mục cây to cây lớn ha. Cây đang có trái sẵn trên cây nè. Cây này là cái cây vú sữa lò rèn nha bà con. Trên cây đang có hoa, thậm chí là có trái con rất là nhiều ở trên cái cây. Đây nè, đây là cái trái đây ha. Vú sữa lò rèn dạng cây to, cây lỡ, cây lớn của bên trung tâm cây giống nha. Thì bên Ly có cây to, cây lớn nè, cũng giống như là cây lỡ vừa. Anh chị là chúng ta có cái nhu cầu mà cây to thì Ly sẽ cung cấp cây to, còn cây giống nhỏ thì Ly có cung cấp luôn nha. Vú sữa lò rèn là nó sẽ ra trái một năm một vụ, trái nó sẽ màu trắng, trong ruột ăn thì thịt nó mềm, sữa nhiều nha, ngọt lắm. Trong tất cả các dòng vú sữa thì Ly thấy vú sữa lò rèn là ăn ngon nhất nha, ăn ngon nha bà con. Đây, vú sữa truyền thống của mình rồi, nhưng mà cái độ chắc thịt cũng giống như là cái độ mà nó khô ráo cơm á, giòn thì nó không bằng vú sữa Mika. Đây, trái rất là nhiều nha, trái chi chích nhỏ trên cái cây này rất là nhiều. Anh lấy cái cây này về là dưỡng lại, thêm 5 tháng sau nữa là có trái ăn. Chiều cao của lô cây này thì cao khoảng chừng 3-4 mét thôi. Anh có lấy thêm cây nhãn, nhãn của anh lấy là nhãn lòng Phụng Châu ghép chung với nhãn lòng tím với thêm cây thanh nhãn, là ba loại trái chung trên một cây giống như thế này. Và anh chốt thêm một cây sầu riêng lỡ. Sầu riêng lỡ cái cây được 2 năm tuổi nha. Bên Ly sẽ tiến hành bứng lên, dăm ủ lại, tuột đọt. Hôm nay nhú ra hết rồi thì bên Ly sẽ tiến hành đi giao chủ đầu tư. Cái đơn này đi giao là có hỗ trợ kỹ thuật trồng luôn. Lá đây ha, lá trái rất là nhiều nha, trái nè mọi người nhìn thấy không, trái con. Vú sữa lò rèn là siêu trái lắm nha bà con, trái khủng khiếp luôn. Thì ngoài cái cây vú sữa với cây nhãn ghép nhiều bo ra thì bên đây có sabo, sabo Mexico, sabo Cần Thơ, xoài cát Hòa Lộc nè, cốc nè, rồi tắc không hạt, nho thân gỗ, mận thì bên đây có mận ghép hai bo, mận An Phước nè, mận xanh đường Sóc Trăng, chôm chôm Tiến Cường, chôm chôm Thái, cam sòn, rất là nhiều loại cây ăn trái. Nhãn thì bên Ly có nhãn ghép hai bo và nhãn ghép nhiều bo trên chung một cây nữa ha. Xoài đỏ nè, xoài tím Ngọc Vân, xoài Thái. Xa xa ngoài này thì còn những cái cây to, cây lỡ, cây lớn thế nè. Mít, mít thì có mít cuộc đỏ, mít Thái nè. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy không, đa dạng vì cây ăn trái lắm nha. Bòn bon, măng cục. Bòn bon thì Ly có những cái cây nó đang có hoa luôn ha. Anh chị nè, chúng ta thích trồng những cây giống mà nó có hoa sẵn thì cứ việc alo theo hai số hotline hiện trên màn hình nha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây vú sữa lớn tại trung tâm cây giống ha. Anh chị nè, chúng ta quan tâm cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.